chuyện anh em ơi. Quẹt cái ăn ngay cảnh. Cái này mà quạt gì? Khỏi quẹt luôn hả? Rồi. Ăn sống luôn hả? Me này mà. Rồi. Mời anh em nói me nha. Cứ quẹt người ta mới thèm. Tao không chuyện anh em ơi. Khổ quá. Ôi. Luôn miếng mắm rồi mà. Được anh em ơi, mắm vô mới được. Đó là chuyện này. Một tiếng vàng anh em ơi. Ủa, cắn. Quẹt, quẹt, quẹt. Mời anh em em. Moments later. Chào các bạn, chào các bạn. Hôm nay mình đang ở sông Hàm Luông nha các bạn. Nè, mình bơi xuồng ở sông Hàm Luông nè. Mình đi hái bần. Nè, cái bần nè. Góc vậy mà đủ rồi chứ. Đó. Trời ơi, đủ cũng ăn uống nữa chứ. Đi giờ mình có đem mắm, mắm này mắm gì ta? Mắm cá linh. Nè, mình có đem mắm cá linh theo nè. Nhà sơ chế gì rồi cảnh? Quay cái tôm coi. Với đường. Hả? Anh ăn thôi bỏ đi. Với có tiêu đâu nữa. Vô nước liền thôi. giờ làm gì nữa? Giờ mình bỏ mắm vô quậy ra nha các bạn. Thì sơ chế sẵn rồi. Mắm này là ăn sống với bằng gẹp bằng ăn là hết bài. Rồi mình review cái cốc trước xong mình mới ăn bằng đó các bạn. Tại chưa hái được cái nào. Vô hai bình luôn hả? Đồng quá mà làm để cho chợ đây chúng đồng. Để hỏi thiếu. Vô thêm không? Chút tính tiếp. Lúc ăn cay không? Quá trớn. Quậy lên. Ủa sao vô mình lấy mờ dữ ta? Trứng mắm nó mờ dữ ta. Rồi. Rồi mình ra mình đây không có đem muỗng này, mình chặt bột lá luôn các bạn. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Vậy cây nhà lá vườn luôn hả vậy? Nhà lá vườn sông nước phụ tình rồi. Mình máy nào nãy giờ làm như con trộn vậy. Rồi mình tắm xong luôn rồi. Ủa có. Đó, thơm. Đừng có nhắc tới. Ê mà mớt vô khoa, ớt đâu rồi? Ớt đây nè, nằm trong cái túi kìa. Túi nào lấy đây.
giờ mình cho ớt vô thiệt cay luôn các bạn ơi. Nuôi giao nghệ đây ấy. Cầm ơi. Nuôi giao nghệ với đít á. Cầm túi đen á. Bưng cái túi giục túi đen ra luôn. Đây nè, mình có cái túi thần thánh này nghe các bạn. Đó. Túi này như cái túi của Doraemon vậy. Nè cầm lại để lên kê lên cái này. Có dao nhà này sắt được luôn mà. Cầm kê lên chị. Đi đưa dao, dao bự không? Dao bự hay dao nhỏ? Dao bự, dao quẹt kìa. Ý, gớt chưa rồi mấy bạn ơi. Ướt, ướt như cục sạc rồi. Ướt mẹ. Ướt sạc rồi. Ướt quẹt. Ướt sạc rồi. Cầm nước lắc lắc quá. Xong này giáp cửa biển nha mấy bạn. Cửa biển nào? Cửa biển thành phố mình nè. Xuống đây chút nữa tới cửa biển rồi. Đang xong hầm luôn. Hết luôn không? Hết luôn. Hết luôn cho cay rồi ha. Cay cho nè. Chua cay rồi chứ được chứ. Đây giờ mình quýnh tới cốc tới đây. Không hả? Rửa rồi. Rửa. Là mình làm xong luôn các bạn. Tại chỗ nước sạch các bạn. Hay là miếng nước ngọt mà. Nè xong nè. Rồi kêu nước rồi. Vậy nó cái gì vậy? Hả? Rửa nước công ga luôn hả cưng? Rửa này hồi đó cũng ăn xanh nấu nước này nấu cơm không chứ đâu mà. À, xong lên lóng phèn. Để đi cốc đây mà đưa tao chi. Giới thiệu anh em dân đi ghe biết cái cảnh này à. Biết cảnh sông nước. Ai đi ghe là biết cái cảnh sống mà ghe là như vậy à. Hồi xưa đâu có nước nước mưa đi ghe đâu có nước mưa. Không gọt hai cưng. Cốc là mình nó chơi miếng trái nè anh phá cầm em cái. Cốc mà gọt. Ừ. Cốc mà gọt mà gì? Ê, ê. Cái gì vậy? Đó, vừa nữa ơi. Đưa trước mấy bạn. Lấy con mắm này, lượng mắm này. Đó. Ngớt lên nữa. Dít dít ớt vô. Đó, cái nó dít vô nè. Đó. Mấy bạn. Đâu 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 đưa đưa coi coi. Rồi vô đi. Mày mấy bạn cái cốc với mắm cá linh nha. Mình cũng thử mấy bạn thấy thèm quá. Ừ. Mắm cà gì ớt không mà đưa cái vô nữa chứ. Từ từ tao đâu có dít được. Cốc mà dít giùm anh đi ơi. Mấy bạn. Dít giùm anh miếng mắm đi. Nè. Yeah. Ôi. Quá tới cốc này rồi các bạn ơi. Cay được không ba? Được. Ừ. Rồi. Trời ơi, cốc giòn. Quất con mắm chà bá luôn rồi. Miếng ớt nữa. Nãy có niêm rồi lại vừa ăn lắm nha. Nó chua ngon các bạn. Trời ơi. Quá là mặn. Ăn quá là đã. Mắm vừa ăn không? Vừa ăn. Vừa ăn. Các bạn biết cái hàm răng nó mà cắn một cái các bạn hiểu rồi đó. Mấy không không các bạn. Vậy nó khoái chạy nước miếng. Ăn rồi nhỏ nhỏ tùm lum từng anh pha. Chết rồi, găng tay em cũng đây nè. Mưa hết rồi. Caramel không có chảy nước miếng nha. Phải bạn nha. Trời cốc mà chua chua mà ăn như bằng hang. Mà chua cái nói trời trời. Cốc ngon phải không? Nó như cốc Thái á. Cốc nhà luôn á. Nãy mày ăn trộm của ông cái bên đó nó quay. Bọn mình đa số đồ ăn trộm nhiều. Quá tới luôn rồi. Nước nơi rồi. Chép đồ ngay không còn cứng họng hết chép nói cốc chua hay cốc ngọt à cốc chua ngọt mắm không ngọt mắm chua ngọt mắm mắm có linh này ai mọi người ăn rồi biết rồi mắm kẹo chua mà ớt cũng chưa cài nữa hết ớt luôn không hả hết luôn không hết luôn rồi ba trái hả ừ ớt với mắm vô nó ít cay giảm được cay bạn kỳ á hết luôn nha các bạn
quất hết luôn rồi, khoa quất hết luôn rồi, tèo đi hái bận nha Khoa. Để mấy anh em bên kia chuẩn bị cái đây. Đang làm cùng móc bận. Cái bận rồi. Mình tháo rẻ mới được. Tháo không chuyện luôn là ai. Đèo tin. Ăn nó lắm người hết nha. Mình quay bên đây hơi bị ngược nắng nha các bạn, nên thấy tối 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 vậy á. Kiếm chị hai hai đáy vậy chị hai dọn kêu kiếm cho hai đáy. Ăn ở góc ấy nóng được rồi quá mẹ. Mưa tới mẹ. Mưa không? Tới không chạy nữa ai. Mình dê giờ hết mưa mà. Trời ơi, trồng ở dưới mà ăn tới bằng nữa nè, có bằng chưa? Review luôn đây. Bảy bình chính này để dành á. Thiếu khác rồi. Mà chỉ mới đi có dặn thì do hai cái. Tút thì cái con tải để trước rồi. Rồi cho nó ăn hết cái này mình hái bận thôi, mình quay mình ăn nữa cho các bạn coi nha các bạn. À trời. Rồi ăn cái này. Hy sinh gì nghệ thuật của các bạn. Bơi luôn rồi. Giờ tôi bơi luôn rồi. Nó ăn ơi. Trời ơi mà đây sáng ghê đi Khoa, ra Khoa. Ừ. Rồi tao mắm lại, tao mắm lại. Sang lên hình luôn á Sang ơi, nhắm gì. Thôi về anh cắt à, quay đại đi. Đại rồi đi nước rồi sợ gì. Rồi mà đây quay sáng quá. Sàm nói chứ gì đâu mà. Tại vì thẳng quá. Đó không chịu mấy bạn ơi. Khoa vô Khoa, ghét Khoa. Các bạn nghe mấy bạn. Ừ. Thấy không hả anh gì? Thấy, hồi nãy ngược nắng giờ thấy rõ không? Tôi không ăn hả? Đấy. Ai em giống gì? Hồi nãy kịp giờ mới là sung sướng nè. Lên bu. Rồi gánh. Hỏi bạn lấy bạn với con mắm cá linh nha. Trời ơi, để cho. Làm gánh. Trời ơi, nó mấy ông bình chính. Trời ơi, nó qua đợi lâu mấy bạn ơi. Trời ơi. Anh em. Mình thắm mình mong lắm mấy bạn. Tôi kiếm gì? Kiếm đôi khác. Lại anh em. Mẹ anh chát. Chát của mắm vô. Cay cay mà ngon. Ngon không? Mày cạo quá, tao đứng không có tao. Nói cho, đem chích cho. Nè, chích cho mày. Chích, chích vô mày. Dì hào, đúng rồi cậu ta. Đã cho em cộng với, cho em cộng với. Con gì đó bằng chính rồi. Ăn cay được không gì? Được. Rồi uống mấy hết nữa. Cho cậu quay cho nhỏ rồi. Trời ơi. Nè các bạn. Vô miếng các bạn ơi. Ê. Ê. Ở đâu hả? Chú không? Đã. Vô cái vô miếng đó về dài đi. Anh mới ăn bằng chín rồi vậy? Trời. Bằng chín còn gì bàn nữa. Không mà bạn em khoái ăn bằng sống à. Bằng sống chắc chát ngon lắm à. Chua. Cái gì vậy? Có rồi. Rồi bắp. Cái móc rồi. Ai? Em móc đây nè. Cũng móc bự hết. Móc anh Quang, móc anh Quang, móc nữa Quang ơi. Đỡ cái này gì không? Đỡ không nãy. Đỡ cái này, đỡ cái này không gì bệnh luôn. Để tái nãy được không? Giờ mình học bạn nghe bạn. Nó định nó trái bự không à? Leo cánh. Ừ. Này phải leo mới được các bạn ơi. Xa quá mà không thấy. Ê, 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 chập cho. Đó. Nó rớt đâu rồi kìa. Chậm cây nha. Chậm cây rồi. Ai? Đừng có nổi đâu rồi. Cái gì? Còn chín nhấp đấy nè. Lập xuống. Lấy xuống đi. Còn mấy mình là lỡ lên đánh mình hái luôn đi. Rồi đánh không có anh. Cũng cao thiêu liêu à. Có leo cây á. Dạ, để em leo cây gạch. Tôi xin toàn hết rồi, tôi xin leo lên cây hết bằng chính mấy bạn. Trời ơi. Nó quá cưỡng là không được. Rồi. Dạ em ôm cái tô này luôn em đi lên trải được không? Rồi. Để đánh được rồi tôi ăn luôn. Để dành thiệt. Phải bạn em. Còn đánh cái bằng chà bá luôn. Để dành đi. Để dành á. Không định để dành thiệt. Thứ ba, tạm em mấy ông quốc hết đó bạn ơi. Đó.
Răng nó bị mẻ các bạn đăng ký nhiều nhiều đi, đặng tôi có tiền tôi cho nó đi làm răng các bạn ơi. Để cái mẻ các bạn hiểu không? Các bạn cứ tóc người có đâu đó. Má này có nắp dán gì đây nữa bà? Cái gì? Dữ quang. Má đi vô đây không? Ghiết rồi, ghiết rồi, ghiết rồi. Bạn nghe cái hái luôn à, tôi leo lên tôi hái bằng à. One eternity later. Rồi. Giờ leo lên nha các bạn. Được mấy bạn. Nó hái xuống tôi quay mấy bạn coi các bạn. Mời các bạn nghe mấy bạn. Lội mệt quá trời. Lội nãy giờ mệt quá rồi. Bây giờ mạnh nay nó trẻ bạn ơi, giờ thèm dữ lắm, thèm rồi. Tới một chuyện đây nè. Đưa con dao bự vô coi. Có con dao cắt rồi còn vô coi coi. Nha. Mời các bạn vô miếng cả anh. Em. Quét miếng mắm vô cái mời các bạn ơi. Nói chùa. Chùa phải nói luôn. Đằng rồi. Đằng rồi rồi đây. Mặn. Ôi. Làm gì mà nuốt miếng cỡ mà. Bạn cái bạn nghe. Nè. Ừ, vậy đi. Ngồi kệ nuốt ạ. Em muốn chết. Có đi rồi mới có biết. Sao ăn thấy sao? Chua mà ăn chát mà thì mà mắm hơn nha. Trong nước rồi ăn có này còn lần nữa. Cuối cùng mà hai tháng quà cái vừa ăn luôn à. Hoa hẹn hả? Hoa hẹn á. Nếu quên tóc tôm gánh. Nếu quên tóc tôm. Nhìn trâu lên ghế đàn quá. Hoa ăn nói rồi cái Hoa mà ăn mày nuốt miếng quá hả? Ăn hẹn rồi. Nuốt miếng gì không? Ăn không có gì nói. Nào miếng. Đèo tiền. Nói quá là đã mấy bạn ơi. Thôi rồi, má tao tình không nuốt cái. Mời caramel miếng này. Đây đây đây. Tôi vô miếng nha bạn. Nãy vậy cũng một thao đó nè. Chịu gì nổi. Nãy giờ nó tin xuồng không à. Mà ướt cái quần. Tôi miếng chạy á. Cái xuồng bị nãy ba bốn trăm chín mà. Bốn nãy ba bốn trăm chín mà. Đầu đã. Lấy cái này còn vừa lại hai tá thôi. Bằng sống đó nó chưa chua. Sống mới ngon. Chín ăn gì? Mình chín ăn gì chấm mắm mới ngon nè. Phải ăn mấy bạn. Quá trời. Sắp nó đào chứ. Nhau bự rồi anh em. Chặt nước hả? Nước, chặt cái vừa nước lên chơi rồi. Chặt cái bị quánh. Cái này là cái dừa nước nè các bạn. Rồi để giờ. Xong nước mình chơi vậy luôn các bạn. Trứng chua không chứ. Rồi, chặt cái khác. Mấy người ở quê là biết à. Chặt cái khác đi. Ờ, đấy nhà mới ngon nè. Chủ mày nào tao không chịu á, tao phải chị tao mới chịu á, giặt mấy đó nè. Gỡ mấy này tao nghe mày. Có nước không không? Dẻo dẻo à. Nước sệt kìa. Nó cứng cứng dẻo dẻo không á. Nước sệt mấy. Cứng cứng vậy nè, thêm sữa bò, nước đá vô đường nó tới không chịu luôn các bạn. Nãy con buồn vô chặt cái đấy ra trời, nếu không sao cái mấy vậy nó sao luôn. Ừ, đúng rồi. Cơm vậy cơm vừa. Đâu chặt thử. Kia nó chịu đồ chua không ăn kêu mấy bạn ơi. Mình chơi cái này. Mình ăn cái này xong rồi mình xin kết thúc clip luôn rồi cả đây. À bây giờ mình xin kết thúc clip mình cho caramel chiến tăng cái mình cũng rút luôn các bạn. Lạnh quá. Tắm chút nữa về luôn ạ. À.
ngon các bạn. Thôi nào, nước có nước mà. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Ngọt khỏi nói luôn. Ăn mắm cho mọi người, cho mọi người coi đây. Ừ. Mở rồi. Miếng mắm nữa ta. Qua giờ đổ vào mắm nữa. Ăn vô sình bụng chết luôn rồi. Quá tai lộn xộn rồi. Giờ nước chấm mắm cho mọi người coi đây nè. Ừ. Con còn con tới à. Nửa con bự bự á, tới luôn á. Thấy con này nè. Con nó biết nói chuyện rồi. Nè. Con nó tới. Con này cắt cầm hai con chịu cơm thầy luôn. Con nó ăn được bữa cơm á. Con mắm cá lóc nữa mọi người. Có lóc đâu? Đây nè. Trời ơi, đâu có lóc nữa. Rồi. Đâu có cá lóc này nữa hả? Có một chuyện gì chứ? Đâu. Nè. Chị nghe cho thêm mày vậy. Không biết của ai à. Mời mình là bạn nữa xin kết thúc clip luôn các bạn. Cho caramel ăn nha. Mời bạn nha. Quá tài rồi. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây luôn nha các bạn. Bye bye các bạn. Mong các bạn like, share, subscribe dùm kênh mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.